Báo đây, bưu điện Hoa Nam buổi sáng đây. Tình nóng hỏi, dịch viêm phổi lạ xuất hiện dọc đường sắt Mãn Châu đây. Con trai tôi, hãy cứu con trai tôi, trời ơi. Con của bà, anh ấy đã chết rồi, xin bà đừng chạy theo nữa. Nó chưa chết, nó vừa còn nói chuyện, vừa còn thở. Các anh, xin hãy cứu nó. Nó còn đang khỏe mạnh cơ mà. Không, nhất định là nó chưa chết. Xin các anh, hãy... Kìa bà sao vậy? Mọi người ơi, bà mẹ cũng đang có dấu hiệu khó thở. Mau đưa bà ấy vào bệnh viện. Đại dịch viêm phổi xuất phát từ khu hồ Baikal của Nga, lan xuống dọc thị trấn đường sắt Mãn Châu. Con số tử vong đã lên đến 60.000 người. Thật nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu đều là đau đầu, khó thở, sốt cao, nôn khan, dần dần là ngạt thở. Tình hình đang ngày càng khó kiểm soát. Nghe nói chính quyền mời bác sĩ trẻ Ngũ Liên Đức từ Malaysia đi du học Anh về đây để đặc biệt chỉ đạo chống dịch qua lần này. Anh ta đâu? Sợ quá nên trốn rồi à? Bác sĩ Đức đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân và cơ chế lây nhiễm. Lát nữa sẽ quay lại đây thông báo cho chúng ta. Các ông có còn thể diện nữa không? Cả một hội đồng y khoa, toàn những người lớn tuổi có kinh nghiệm mà lại để một tay bác sĩ trẻ măng mới tốt nghiệp đến chỉ đạo, thật chẳng ra làm sao. Mesny à, chẳng phải trước khi Liên Đức tới đây, ông đã được bổ nhiệm làm chức trưởng phụ trách chiến dịch này hay sao? Nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn tồi tệ, dịch vẫn tiếp tục hoành hành, nên họ mới phải trao quyền cho Liên Đức. Ông nói cái gì? Chính các ông cũng nói rằng dịch bệnh đang càng ngày càng khó kiểm soát, vậy mà giờ lại đổ trách nhiệm cho tôi à? Nhưng tôi nghĩ, thay vì ngồi đây nghi ngờ năng lực của Liên Đức, tại sao chúng ta không cho cậu ấy cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện và khẳng định bản thân? Hay ông đang ghen tị với cậu ta? Này, cậu đừng có ăn nói linh tinh. Tôi là ai mà phải ghen tị với tài bác sĩ còn hồi sữa ấy? Báo cáo hội đồng y khoa, tôi vừa phát hiện vi khuẩn Yersinia pestis trong mô cơ thể nạn nhân và kết luận đây là dịch hạch phổi. Ngũ Liên Đức, chúng tôi biết điều đó lâu rồi. Anh không có kết luận gì mới hơn sao? Chắc chắn bệnh này lây từ người sang người qua hơi thở hoặc các dịch cơ thể. Thật lạ lùng, dịch hạch chỉ có thể lây từ chuột, từ bọ chét sang người thôi. Bác sĩ Liên Đức, trước đến giờ đều như vậy. Đúng vậy, làm gì có chuyện lây từ người sang người cơ chứ? Điều này mới chỉ cho anh phán đoán, chưa có kết quả chính xác. Tôi được biết anh tốt nghiệp trường y của Đại học Cambridge đúng không? Nhưng anh đang phát biểu hồ đồ rồi đấy. Ngài Mesny, vậy xin ngài cho tôi biết, tại sao dịch lại lan nhanh với diện rộng như vậy? Ai cũng biết dịch bắt đầu từ các thị trấn ven đường sắt. Có thể khởi nguồn của dịch bệnh là đám lông thú hoang dã vận chuyển từ miền Đông Bắc về đây. Đám lông thú ấy chắc chắn là khởi nguồn của bệnh dịch. Tuy nhiên, khoảng thời gian phát hiện bệnh, có phải ai cũng tiếp xúc với lông thú trên những chuyến xe lửa đâu cơ chứ? Còn những người không hề ở trên xe lửa mà vẫn phát bệnh thì sao? Tôi khẳng định, bệnh viêm phổi này nguy hiểm hơn bất cứ thể dịch hạch nào khác. Tôi không tin. Nếu người lây sang người, có lẽ cả 4 tháng này tôi đã chết rồi. Mesny, xin hãy nghe tôi. Nếu muốn giữ mạng sống, chúng ta còn phải cứu các bệnh nhân khác nữa. Tôi là bác sĩ có chuyên môn tốt, đã được thẩm định từ nhiều năm nay. Tôi biết rõ mình cần phải làm gì. Anh không phải dạy đời tôi chuyện giữ mạng sống, anh Liên Đức à? Bệnh nhân ngày càng nhiều, thăm khám còn không xuể. Nếu bây giờ bác sĩ không tự bảo vệ mình và cả bệnh, thì còn ai chữa trị cho mọi người nữa chứ? Bác sĩ Mesny, bác sĩ Liên Đức bảo tôi mang đến cho anh đồ phòng hộ, dặn anh phải cẩn thận khi khám cho người nhiễm bệnh ạ.
Thật dơ dẫn, mang dứt hết cho tôi. Nhận đồ bảo hộ chẳng khác nào tôi thừa nhận những luận điểm vô căn cứ của cậu ta sao? Nhưng bác sĩ Mesny, tôi nghĩ ông nên cẩn thận thì hơn. Những lời bác sĩ Liên Đức nói rất có lý. Đến cả cô cũng muốn dạy tôi làm điều đúng đắn à? Xin lỗi, tôi là bác sĩ có thẩm quyền cao nhất ở đây. Dạ, thưa bác sĩ Mesny, tôi không có ý đó. Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo những lời nhảm nhí của tên thầy thuốc non nớt ấy sao? Nếu cô không dứt, thì tôi sẽ dứt. Nguy rồi, mình sao thế này? Tự dưng mình lại ho nhiều vậy chứ? Ngực còn hơi đau nữa, có lẽ chỉ là do mình quá lao lực. Sao lại đau đầu dữ dội và khó thở thế này? Lẽ nào những lời Liên Đức nói là thật? Bác sĩ Mesny, ông sao thế? Đừng vào, đừng lại gần tôi. Nếu còn muốn sống, hãy nói với Liên Đức là tôi đã sai rồi. Bác sĩ Mesny, ý ông là sao ạ? Trời ơi, bác sĩ Mesny! Nhanh lên mọi người, mau khiêng vào phía bên này. Bác sĩ Mesny, bác sĩ Mesny đã tử vong rồi ạ. Trời ơi, mới vài ngày trước ông ấy còn khỏe mạnh cơ mà. Lẽ nào ông ấy cũng bị nhiễm bệnh? Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng ta đang ở cái địa ngục nào đây? Bao giờ sẽ đến lượt chúng ta chứ? Có lẽ nào chuyện mà mình dự đoán đã xảy ra. Giới y tế quốc tế đang sốc đẳng vì cái chết của Mesny. Ông ấy đã không thực hiện các biện pháp phòng bị an toàn khi khám bệnh suốt một tuần qua, khi mà tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng đông. Liên Đức, chúng tôi sai rồi. Đúng như anh nói, dịch viêm phổi này lây từ người sang người. Chuyện đã xấu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Không ai ngờ một bác sĩ giỏi như Mesny lại bỏ mạng ở giữa tâm dịch. Đây là điều đáng tiếc của giới y khoa quốc tế. Chúng ta phải làm gì đây? Liên Đức, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Số lượng ca bệnh đã tăng mất kiểm soát. Cứ tình hình này thì những người bệnh sẽ lây lan cho rất nhiều người khác. Điều ngay bây giờ phải làm là cần thực hiện cách ly ngay tất cả những người nghi nhiễm ở khu vực riêng. Nhưng nguồn lây nhiễm sẽ không dừng lại trong thành phố rộng lớn này. Anh đã nhớ, các đoàn xe lửa đều tới từ nhiều thành phố khác. Nếu chúng ta không kiểm soát lượng người ra vào từ nơi khác thì mọi thứ ta nỗ lực sẽ chỉ là công cốc. Anh nói đúng. Tôi sẽ thuyết phục giới chức thành phố áp đặt lệnh cấm đi lại. Gì cơ? Anh muốn chính quyền cáp nhĩ tân chúng tôi cấm hết các đoàn tàu lưu thông qua thành phố? Tôi chưa từng thấy lịch sử có nơi nào chống dịch bệnh như vậy. Anh có bị mất trí rồi không? Anh có biết những đoàn tàu chở hàng hóa đó nuôi sống một nửa thành phố này không? Chúng tôi chưa chết vì bệnh, đã chết vì chết đói đây. Tôi lo lắng cho sự an nguy của các vị. Chẳng biết khi nào dịch sẽ gõ cửa đến chúng ta. Bác sĩ Mesny đã qua đời. Nếu không hành động, rồi sẽ đến lượt tôi, đã sẽ đến lượt chính các vị đó. Ngay thời điểm này, sinh mạng là quan trọng. Xin hãy nghe tôi. Anh đe dọa tôi đấy ư? Được, chúng tôi sẽ đóng cửa dịch vụ đường sắt đến cấp nhĩ tân. Nếu vẫn không dập được dịch, chứng tỏ anh bất tài, vô dụng, điên rồ. Mọi hậu quả xảy ra là do anh. Lúc đó anh không những phải chịu trách nhiệm trước sinh mệnh của người dân, mà còn cho cả sự đình trệ giao thông, kinh tế của thành phố. Cả tháng nay đường sắt đóng cửa, thành phố này hoang vu như là thành phố chết vậy. Vậy mà số ca tử vong vẫn tăng là sao? Anh ơi, anh đừng đi. Ở lại với mẹ con em. Anh ơi. Thành phố vẫn chìm trong tang tóc. Lẽ nào chúng ta bất lực để họ chết dần như thế này sao? Về này, bác sĩ Liên Đức
e là chẳng còn mặt mũi nào ở đây thêm nữa. Vì sự tính toán giảm nhí của anh ta mà số ca tử vong còn tăng nhiều hơn trước. Thưa bác sĩ Ngũ Liên Đức, chính quyền thành phố mời ngài về làm việc về tình trạng số ca tử vong vì dịch bệnh ngày càng tăng. Trong khi đã thực hiện chủ trương đóng cửa dịch vụ giao thông đường sắt như ngài nói, họ muốn sự giải thích và chịu trách nhiệm của ngài. Đưa Liên Đức đi lúc này là sao? Vậy ai sẽ chỉ đạo chống dịch? Liên Đức là người có thẩm quyền cao nhất để chỉ đạo chúng tôi. Việc đó chúng tôi chưa được rõ. Vậy các anh phải có biện pháp nào khả quan hơn việc đưa Liên Đức đi vào đúng ngay lúc này, khi chúng tôi cần anh ấy nhất chứ? Nguyên nhân là do đâu nhỉ? Tại sao đã thực hiện các biện pháp an toàn mà dịch vẫn bùng phát tệ hơn? Số người tử vong chôn cất không xuể. Những thi thể người tử vong đang ở đâu? Vẫn chưa chôn hết. Hiện đang tập trung ở cánh đồng đằng sau ga tàu. Chúng ta chưa đủ nhân sự để chôn cất hết lượng tử thi khổng lồ đó. Nơi đó chính là cái ổ hoàn hảo cho virus và vi khuẩn. Cần phải xử lý gấp, đem quả tán hết ngay. Nếu không dịch bệnh sẽ còn lây lan tiếp đó. Nhưng số lượng quá lớn, làm sao có thể? Hãy nghe tôi, đây chính là biện pháp cuối cùng ta cần làm. Hãy chuẩn bị 3.000 cổ quan tài, càng sớm càng tốt. Liên Đức, anh điên rồi. Xin hãy về báo cáo với cấp trên của các anh. Hãy cho tôi thực hiện điều cuối cùng này để kiểm soát dịch bệnh. Tôi hứa sau khi xong xuôi sẽ chủ động gặp các vị ấy để giải trình. Đây là trách nhiệm của tôi. Nếu không, cả người thân và gia đình các anh cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi sẵn sàng đem danh dự và uy tín của mình ra đảm bảo. Mình đã làm hết sức có thể. Hy vọng ổ dịch này sẽ nhanh chóng bị dập. Vào tháng 3 năm 1911, dịch bệnh đã được khống chế hoàn toàn nhờ có vị bác sĩ 32 tuổi. Liên Đức, nếu không nhờ có sự nhẫn nại và quyết liệt của anh, chẳng biết dịch bệnh sẽ còn hoành hành thế nào. Thật may mắn, mọi thứ đã đi vào kiểm soát. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, dứt bỏ cái tôi của mình để học hỏi. Và luôn nhớ rằng, trong những tình huống éo le nhất, luôn cần đến sự dũng cảm và kiên trì. Nỗ lực chống dịch viêm phổi ở Cáp Nhĩ Tân đã giúp ông được đề cử giải Nobel Y học năm 1935. Câu chuyện của ông đến nay vẫn để lại nhiều bài học đắt giá cho y tế toàn cầu. Ông vẫn được nhắc tới như một người cảnh báo tương lai. Với những biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả, tại Cáp Nhĩ Tân, một bảo tàng đã được xây dựng để tưởng nhớ vị lương y tài hoa dũng cảm được mến mộ, người từng chiến thắng dịch bệnh cách đây hơn 100 năm. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của bác sĩ người Malaysia Ngũ Liên Đức tại Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ 20. Kỷ vật cuối cùng bị thất lạc. Johor Bahru, tháng 5 năm 2010. Yesudatta, cũng lâu lắm rồi cha mới có thời gian đưa con tới trường ấy nhỉ. Cha xin lỗi con gái nha. Thời gian vừa rồi cha hơi bận nên phải nhờ chị Roeli đưa con đi học. Vất vả cho các con rồi. Dạ không ạ. Chị Roeli bảo cha còn phải đi họp sớm nên chị sẽ đạp xe chở con đi, vừa là tập thể dục luôn. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Có vấn đề gì sao hả con? Con nói cho cha nghe xem nào. Dạ, tại con cứ hay ngủ nướng nên mấy lần chị Roeli suýt bị muộn giờ học. Chị bảo nếu lần sau con còn chậm chạp nữa, chị sẽ để cho con đi bộ đến trường. Chị sẽ mặc kệ và không thèm quan tâm đến con nữa đấy cha ạ. Thì ra là vậy. Thế nên hôm nay mới nhõng nhẽo đòi cha đưa con đến trường đúng không? Chị Roeli mới học cấp 3 mà đã nghiêm nghị như bà cụ non rồi sao? Được rồi, vậy từ nay sáng nào cha cũng chở con đi học, cho chị Roeli có thời gian thông thả đi xe đạp tới trường. Hai cha con mình thống nhất thế nha. Yeah, sắp tới trường con rồi ạ.
con đi học đây ạ. Chúc cho một ngày mới tốt lành. Cảm ơn con. Con cũng vậy nha. Ở trường chăm chỉ học hành vào nha con. Tối nay đi làm về, ba sẽ lại qua trường đón con. À, lâu rồi cha cũng chưa cho Yesudat tiền tiêu vặt nhỉ. Con cầm lấy mua đồ ăn sáng nha. Đây là tờ tiền đặc biệt. Từ mai cha sẽ dậy sớm nướng bánh mì cho các con ăn. Dạ, con cảm ơn cha. Con đi đây ạ. Cha cũng đi làm đi, kẻo trễ giờ rồi. Tạm biệt nha, con yêu. Hình như cha đang vội nên cha chẳng ngoái lại nhìn mình một cái. Mới vậy mà đã 8 giờ rồi sao? Nếu không nhanh chóng, mình sẽ bị muộn buổi hẹn để ký hợp đồng quan trọng với khách mất. Ôi, số series trên này chẳng phải là sinh nhật của mình hay sao? Đây là điều đặc biệt mà cha nói hả? Vậy là cha đã để ý từng tờ tiền để tìm được đúng số series này sao? Cha mình tuyệt quá. Người cha tâm lý nhất trên thế gian này chính là cha của Yesudas. Ha ha. Cha, con yêu cha. Con yêu cha nhiều lắm. Tạm biệt con gái. Cha ơi, sao cha bỏ chúng con mà đi vậy? Cha đã hứa sáng nào cũng sẽ dậy nấu ăn sáng cho tụi con cơ mà. Cha đi rồi, hai chị em chúng con biết phải sống làm sao đây? Cha đi vội vã quá, chúng ta còn chưa kịp nói với nhau một lời từ biệt mà. Nếu như sáng hôm ấy em không vội vẫn cha đưa đi học, và khi đến nơi em đi vào trường luôn, không đứng đó phụng phịu gọi cha, thì cha đã đến được công ty rồi. Không, không phải lỗi của em đâu. Em đừng tự trách mình nữa. Tất cả là tại chị. Nếu như chị không quá khó tính với em, cha sẽ không phải chở em đi học, thì hôm đó sẽ không có tai nạn nào cả. Mình sẽ để kỷ vật này của cha trong ví và luôn mang theo bên người. Như vậy, con sẽ cảm thấy cha vẫn luôn ở bên con. Cha ạ. Yesudas, dậy đi em, đến giờ đi học rồi. Thôi đừng lười biếng nữa, dậy đi thôi em. Chị Rolly, kể từ hôm nay, em sẽ tự mình thức dậy và đi học vào mỗi sáng. Chị không cần phải gọi em và đưa em đi học nữa nhé. Em phải tự lập dần thôi, không thể ỷ lại vào chị mãi được. Kể từ khi cha mất, con bé thay đổi nhiều quá. Mình cứ có cảm giác hai chị em cứ luôn có khoảng cách vô hình nào đó. Yesudas vẫn luôn mang trong mình cảm giác có lỗi, chỉ là nó không dám nói ra mà thôi. 9 năm sau. Roeli, em đừng khóc nữa. Cha đã mất 9 năm rồi. Có lẽ cha không muốn nhìn thấy chị em rơi lệ vì mình thêm nữa đâu. Mà tại sao hôm nay em lại không đi cùng Yesudas đến thăm mộ cha vậy? Em vẫn chưa thể quên được cảm giác bàng hoàng của ngày hôm ấy. Cha đã ra đi quá đột ngột. Em không được nhìn cha lần cuối. Đến kỷ vật cuối cùng của cha như em mình, em còn không có. Em nhớ cha và những năm qua, đêm nào cũng mơ thấy cha. Đôi lúc em còn thấy ghen tị với Yesudas. Mình sẽ đưa tờ tiền này cho chị để đây, trở thành vật kỷ niệm chung của hai chị em. Chị Rolly sẽ không còn cảm thấy tủi thân nữa. Yesudas, chị cảm thấy lâu nay không khí trong nhà chúng ta khá ngột ngạt. Chị muốn chúng ta cùng đi du lịch để đổi gió.
em nghĩ sao? Chị nói thật ư? Vâng, đương nhiên là em đồng ý rồi. Chúng ta sẽ đi đâu đây hả chị? Chị có thể đi cùng em bất cứ nơi đâu. Chỉ cần em muốn và vui vẻ là được. Ở đây, chúng tôi có nhận cả tiền giấy. Cô có thể đưa tôi 5 ringgit để xe bus tiếp tục lăn bánh. Thật lòng xin lỗi chú. Ở đây cháu chỉ còn đúng một tờ tiền kỷ vật rất quan trọng. Giá như xe bus ở đây có thể cà thẻ. Cô là khách du lịch hả? Vậy thì xuống rút tiền rồi đi chuyến sau đi. Thật là phiền phức. Cô làm mất thời gian của chúng tôi quá đấy. Mau đi đi. Khách du lịch? Cô gái này là khách du lịch thật sao? Nếu như vậy thì đây thực sự là một cơ hội tốt cho mình đấy nhỉ. Đã thế, hình như mình vừa nghe nói trong túi sách của cô ta còn có thứ quan trọng à. Hôm nay mình gặp may rồi, sắp bắt được con cá to. Cướp! Cướp! Trời ơi! Cướp! Có ai không? Tôi bị tên lưu manh kia giật đồ rồi. Ai đó giúp tôi với! Xin bác hãy giúp cháu. Ban nãy có một thanh niên chạy qua đây, hắn đã nhân cơ hội giật lấy và mang chiếc túi sách của cháu đi rồi. Trời ạ, bác không hiểu tiếng của tôi sao? Phải làm sao đây? Tên lưu manh kia, đứng lại, mau đứng lại. Anh nghe này, trong túi đồ của tôi có những gì tôi sẽ cho anh hết. Chỉ cần anh trả lại kỷ vật của cha tôi thôi là đủ rồi. Tôi sẽ không làm gì anh cả đâu. Đừng chạy, trời ơi! Kỷ vật cuối cùng của hai chị em mình. Trời ạ, sao lúc nãy chị lên xe bus em lại không lên theo ngay, để lỡ chuyến thế hả? Em nhường mấy người phía trước nên bị đẩy lại chuyến sau. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Chị ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ đây hả chị? Em tệ quá. Em suốt ngày chỉ biết làm ra những chuyện không đâu thôi à. Vì hai người là khách du lịch nên phía cảnh sát phải xem xét kỹ hồ sơ của hai cô rồi mới tiến hành điều tra về vụ cướp này được. Cảm ơn ông. Chúng tôi từ nơi xa đến, lúc này chỉ biết trông chờ vào cảnh sát khu vực mà thôi. Rất mong các anh giúp đỡ ạ. Đây là khu phố nhỏ nên an ninh kém, càng không có camera ghi lại. Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Chị Rolly, em xin lỗi vì hết lần này đến lần khác làm chị buồn. Em định trong chuyến đi này sẽ tặng lại tờ 10 ringgit của cha cho chị. Vậy mà em lại để mất nó nữa rồi. Sau 9 năm em vẫn luôn là đứa vụng về. Đừng khóc, Yesudas. Hôm nay trong lúc lên xe mà không thấy em, ở nơi xa lạ này chị đã rất sợ. Nghe tin em bị cướp tấn công, tim chị đập nhanh lắm. Lúc đó điều chị sợ thất lạc nhất là em. Chúng ta đã không cởi mở tâm sự với nhau trong suốt một thời gian dài rồi. Em nghĩ đến bây giờ những rào cản cũ cần được xóa bỏ. Em vẫn luôn yêu chị. Cảm ơn cha đã lấy tờ tiền để kết nối lại tình chị em của chúng con. Chúng con vẫn luôn yêu thương nhau như ngày xưa. Cha đừng lo cha nhé. Một thời gian sau. Lát nữa cô sẽ điểm danh. Các con đừng đi chơi xa quá nhé. Kẻo bị lạc ở công viên là không hay đâu. Vâng ạ. Chúng con đã rõ rồi cô ạ. Cô ơi, con nhặt được cái này. Không biết là chiếc ví của ai đánh rơi ở đằng kia. Cô ơi, trên đó viết gì thế ạ? Viết một thông điệp yêu thương. Đây là vật rất quan trọng với người vừa bị thất lạc tờ tiền này. Nhưng làm sao để chúng ta trả lại cho người đánh mất nhỉ? Cô có thể gọi cho đồn cảnh sát để họ trả lại cho cô ấy ạ. Cô đã nghĩ đến, nhưng cô ấy không phải người ở đảo này. Đây là một tờ tiền nước ngoài và nhìn chữ viết này cũng rất lạ.
Đúng rồi, cô sẽ đăng lên mạng xã hội. Đây là thứ rất quan trọng. Chắc chắn chủ nhân của nó vẫn đang tìm kiếm. Và sự chia sẻ của mọi người sẽ giúp được cô ấy. Yesudas, chị mang đến món quà bất ngờ từ một người lạ dành cho em. Chắc là em sẽ vô cùng ngạc nhiên cho mà xem. Chị à, chuyện gì vậy chị? Em đang ngủ mà. Lát nữa chị nói có được không? Chị đã mang về cho em tờ tiền 10 ringgit mà năm xưa cha của chúng ta để lại rồi đây. Ôi, em có nên tin vào mắt mình không đây? Là thật sao? Đúng là tờ 10 ringgit có số seri ngày sinh của em rồi này. Dòng chữ này cũng là chính tay em đề lên. Chắc là trên đời này không thể có tờ thứ hai như thế được. Nhưng làm sao mà chị tìm thấy nó? Trời ơi, em có đang nằm mơ không hả chị? Em lúc nào cũng vùi mình ở thư viện thì làm sao mà biết được tờ tiền và chiếc ví của em đã làm mạng xã hội dậy sóng chứ. Chúng ta cũng rất may mắn khi nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng em ạ. Chị cũng chỉ vô tình thấy bài viết này khi có quá nhiều lượt chia sẻ và nó tự động hiện lên trên dòng thời gian của chị mà thôi. Cô gái tốt bụng này đã nhặt được và đăng lên mạng. Một người quen của chị đã chia sẻ và chị vô tình nhìn thấy. Thật may là cô ấy cũng ở Mekala. Em phải kết bạn và gửi lời cảm ơn đến cô ấy mới được. Đến kỳ nghỉ hè, em chắc chắn sẽ trở lại Mekala để gặp cô ấy. Mười ringgit và tình yêu thương của cha, xin đừng bay đi đâu nữa nhé. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật tại Johor Bahru, Malaysia, tháng 11 năm 2019, kể về cô gái Enmala Yesuda, 26 tuổi, và câu chuyện vô cùng cảm động về kỷ vật cuối cùng của cha cô. Làm tướng lĩnh. Chú mày ơi, thơm ngon quá. Ôi, nứt cái mũi quá. Chán thôi, béo ngậy thật. Có mèo, có mèo, chạy thôi anh em. Miếng ăn đến tận miệng rồi mà còn bị tên mèo khốn kiếp ấy phá đám. Thật là tức chết đi mất. Vụ mùa thì cũng đã thu hoạch từ lâu, chúng ta chẳng còn nhiều đồ ăn ngoại trừ một chút thóc trong kho. Mọi người nghĩ cách gì đi, sắp tới chúng ta sẽ kiếm ăn như thế nào? Tất cả là tại con mèo đen khốn kiếp kia, nó đã chặn miếng ăn của anh em chúng ta, phải tiêu diệt nó mới được. Các cháu cứ như thế này thì chắc chắn không bao giờ thắng nổi lũ mèo đâu. Bàn bạc cái nỗi gì cơ chứ. Ồ, cụ chuột, chúng cháu chào cụ ạ. Ồ, cụ chuột, cụ nhiều tuổi nhất ở đây, cụ đã sống qua bao nạn đói, nạn rét. Vậy cụ có cao kiến gì thì xin cụ chỉ bảo giúp chúng cháu với ạ. Vâng, đúng đó ạ. Cụ ơi, cụ giúp chúng con với ạ. Tôi thấy họ chuột chúng ta thua là vì lúc nguy cấp mạnh ai nấy chạy, như thế làm sao mà chiến thắng kẻ thù được cơ chứ. Việc cần nhất của họ nhà chuột bây giờ là tìm ra một người lãnh đạo chỉ huy anh dũng. Người ấy sẽ đứng lên để thống nhất mọi người. Cũng phải, cụ chuột nói cũng đúng. Cứ mạnh ai nấy chạy như thế thì chúng ta sẽ mãi là một đội quân ô hợp yếu ớt. Vậy thì nhà chuột chúng ta phải nhanh chóng tìm ra một thủ lĩnh dẫn đầu để đứng ra chỉ huy cả đàn. Vâng, đúng rồi. Thế ý mọi người thế nào? Bác chuột béo nói rất đúng, chúng tôi đồng tình. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bầu ra một người phù hợp nhất với vai trò thủ lĩnh này. Ôi, thủ lĩnh sao? Đã từ lâu mình thích được đứng ở vị trí này. Đây đúng là cơ hội để mình thể hiện rồi. Thế nào, anh thấy tôi thế nào? Có hợp với vai trò thủ lĩnh không? Có, có.
anh mau miệng là nhanh nhẹn, anh hợp quá ấy chứ. Để tôi bầu anh nha. Thôi mọi người, tôi xin bầu anh chuột xám. Anh ấy khá nhanh nhẹn lại nhiệt tình, tôi thấy anh ấy hoàn toàn xứng đáng với vai trò này. Mọi người thấy thế nào? Đúng rồi, hoan hô hoan hô, chúng tôi nhất trí. Anh chuột xám được đấy. Không ngờ mình lại trở thành thủ lĩnh chuột một cách chóng vánh như vậy. Đúng là người ta nói thời thế tạo anh hùng quả thật không sai. Từ giờ tha hồ mà hưởng bổng lộc. Dạ thưa ngài thủ lĩnh, mời ngài dùng bữa ạ. Dạ dùng bữa xong, mời ngài ăn tráng miệng ạ. Một thời gian sau. Dạ thưa, hiện nay tình hình căng thẳng quá. Đoàn quân chuột của chúng ta đi tìm thức ăn toàn bị họ nhà mèo đánh cho tan tác. Chúng tôi rất mong thủ lĩnh xuất quân trừng trị cho bọn chúng một trận nên thân ạ. Được lắm, được lắm. Ngày mai chúng ta sẽ lập tức lên đường. Chúng ta sẽ dồn tổng lực để trừng trị cho lũ mèo kia một trận nhớ đời thì thôi. Dạ vâng ạ. Thưa thủ lĩnh, kế hoạch tấn công lũ mèo như thế nào ạ? Kế hoạch à? Để ta xem nào. Ta sẽ biểu dương lực lượng, tiến quân thật trầm rộ. Bọn mèo cần phải thấy rõ chúng ta đã có một thủ lĩnh vô cùng oai phong là ta đây mà khiếp sợ. Mình dẫn cả đoàn quân chuột ra trận, chắc chắn phải có thêm dấu hiệu gì đó để chứng tỏ độ oai phong của mình. Hơn nữa cũng là để cho mình trông khác hẳn với những con còn lại, chứ không thể để cá mè một lứa như bọn chuột kia được. À, mình nghĩ ra rồi. Các ngươi thấy ta có oai phong lẫm liệt không hả? Nhưng thủ lĩnh, còn nhất thiết phải gắn cái sừng lên đầu không ạ? À? Sao lại không? Ngươi hỏi buồn cười thật. Ta là thủ lĩnh, phải thể hiện cái quy của mình chứ. Các ngươi cứ nhất nhất theo sự chỉ huy của ta, chắc chắn sẽ thắng. Nào, hỡi anh em nhà chuột, chúng ta hãy cùng lên đường thôi. Lên đường thôi, đi tiêu diệt lũ mèo thôi. Chà chà, may quá. Chắc là chúng nghe thấy tin chúng ta sắp đổ bộ cả đội quân đến, nên chúng sợ hãi mà chạy mất mật rồi. Nào anh em, lũ mèo chắc nghe thấy chúng ta sắp đến nên đã chạy mất dép rồi. Anh em hãy xông thẳng vào khu tích trữ lương thực góc bếp đi nào. Những con chuột khốn kiếp, lần trước đã tha cho rồi, giờ chúng mày càng được thể kéo đến đông hơn nữa. Lần này chúng mày sẽ thành mồi cho họ nhà mèo chúng ta. Tôi chết, nhiều mèo quá. Tưởng chỉ có một con, đâu ra cả một đàn mèo thế này. Chạy mau anh em ơi. Thủ lĩnh, chúng ta phải chuồn thôi. Mèo đông và to thế này, chúng ta không thể thoát khỏi đâu. Cứu, cứu tôi với. Chạy mau, chạy mau. Ôi da, cái sừng chết tiệt. Đây là ngày tận số của mi rồi. Mà quái lạ, sao con chuột này lại có sừng không giống con chuột khác nha? Chắc nó là thủ lĩnh đó. Vậy cái sừng này mà mày tối đời rồi chú em. Ừ, đúng. Chắc không có cái sừng nó đã chui được vào cái hốc rồi. May mà nó đeo cái sừng ta mới tóm được. Vậy là kết liễu đời thủ lĩnh, lũ chuột từ nay khỏi bén mảng. Vậy là chỉ vì cái sừng để tạo vẻ oai phong của thủ lĩnh, chuột xám đã bị cắn chết một cách thảm hại. Bệnh hợm hĩnh, sĩ diện hảo đã khiến chuột xám phải lĩnh kết cục bi đát.